Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi khó đáp nhanh của WinWin Việt Nam. Số 35. Câu hỏi thứ nhất của Tu Văn cho hỏi: trong chiến tranh giải phóng miền Nam, Bộ Hải ngoại là gì? Việc quân giải phóng miền Nam đột nhập và tấn công phá hủy các máy bay B-52, xin cho biết cụ thể được không? Trả lời: trước đây, thời ta kháng chiến chống Pháp, nước Pháp có Bộ Hải ngoại, chính là bộ thuộc địa. Các sân bay B-52 bị đánh phá đều ở nước ngoài vì nhiều lý do không thể biết cụ thể. Câu hỏi số 2 của Mỹ Duyên. Chào cô Hải Yến, cháu có câu hỏi này muốn cô nói giúp. Nước Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài như vậy thì có tổng thể là bao nhiêu khu, trị giá của mỗi khu là bao nhiêu? Ngày trước Nam Hàn đánh Việt Nam thì người Việt gọi họ là chư hầu của Mỹ. Vậy bây giờ nhu cầu địa chính trị của mỗi nước thay đổi thì cách gọi đó có còn hợp lý không? Cháu cảm ơn cô. Trả lời: Mỹ có xấp xỉ 800 căn cứ quân sự thường trực trên khắp thế giới, vận hành bởi hơn 230.000 binh lính, nhưng chỉ là con số tương đối được tiết lộ cho báo giới, thực tế có thể khác xa. Về trị giá mỗi khu căn cứ đó thì là bài toán khó, không có lời giải. Khi gọi Nam Hàn là chư hầu, nghĩa là nói một nước chỉ ăn theo Azure và không tự quyết. Mặc dù khi đó Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa gọi nhau là đồng minh, nhưng bản chất thì Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa vẫn chỉ là chư hầu của Mỹ. Ngày nay, Hàn và Việt Nam là đối tác kinh tế, cùng nhau phát triển, đôi bên cùng có lợi. Cách gọi đó không còn phù hợp trong mối quan hệ mới này. Câu hỏi số 3 của Trần Hiên. Xin chào cô Hải Yến. Xin chúc cô Yến và gia đình nhiều sức khỏe. Cô Yến cho cháu hỏi, sao trước 1975, gia đình ai cũng sinh đẻ rất nhiều con, nhà nào cũng hơn 10 con. Nhà ông bà ngoại cháu cũng 13 người con. Sinh đẻ nhiều vậy sao người ta nuôi được? Còn bây giờ mỗi gia đình sinh đẻ 2 người con là gặp rất nhiều khó khăn. Vì sao vậy cô? Mong cô giải đáp dùm cháu. Cảm ơn cô nhiều. Trả lời: trước đây còn nghèo khó, đứa bé lớn lên mặc đồ thừa của đứa lớn, bữa sáng là cơm nguội, cơm rang hoặc nhịn đói. Bây giờ nhu cầu cho việc nuôi một đứa trẻ không đơn giản như trước nữa. Câu số 4 của Tươi Nguyễn Trần. Chào WinWin Việt Nam, chào chị Hải Yến. Em có câu này muốn hỏi chị. Tại sao các nước lớn hay cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Nhật, v.v. tên nước của họ lại chỉ có một từ, còn đại đa số các nước nghèo nhỏ lại có những hai hay ba từ, trừ nước Lào. Em không thấy có sách báo nào nói về điều này, mong chị cho em được biết nhé. Trả lời: tên chỉ có một từ như bạn nêu là cách gọi ngắn gọn, tên đầy đủ cũng khá dài đấy. USA là tên viết tắt của Hoa Kỳ, United States American, Vương quốc Anh, Kingdom of England, Le France, Pháp, Italy, Ý, Russia, Nga, Japan, Nhật. Câu số 2. Trong chuyện lính bay số 1442 phần 2 có đoạn khi phi công Phạm Phú Thái trong lúc chiến đấu gặp nguy hiểm phải nhảy dù. Đồng chí huyện đội trưởng Thanh Trương hỏi trích ngang phi công. Phi công Phạm Phú Thái khẳng định cấp bậc của anh là binh nhất hay sao. Ấy vậy mà đến đoạn sau, chính phi công Phạm Phú Thái nói là anh vừa tốt nghiệp trường sĩ quan không quân Liên Xô. Sao lại thế chị nhỉ? Chắc tác giả nhầm hay phi công giữ bí mật. Em là lính 79 đây, em khoái WinWin Việt Nam. Chúc chương trình sáng và đẹp mãi. Trả lời: tác giả không nhầm và cũng không phải vì giữ bí mật. Khi ra trường là phi công, bạn cấp cho bằng lái máy bay nhưng không phong quân hàm. Có thể ta cũng chưa phong, nhưng Phạm Phú Thái đã phải tham gia chiến đấu nên mới có tình trạng phi công vẫn mang quân hàm binh nhất như lúc vào trường. Câu hỏi số 5 của Quang Hùng Bùi. Chào chị Hải Yến, chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe.
cho tôi hỏi về Trung đoàn 2 quân khu 9 trong kháng chiến chống Mỹ, tiền thân là Trung đoàn 3 Lộc Ninh, Sư đoàn 9. Hoạt động xung quanh khu vực rừng U Minh hiện tại còn không? Nếu còn thì hiện nay đóng quân ở đâu? Rất cảm ơn chị. Trả lời, bạn hãy liên lạc với địa chỉ này để tìm hiểu thêm thông tin. Tạp chí điện tử Tri Ân, trian.vn, địa chỉ số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, hoặc số điện thoại 06969 4582 hoặc 0913842499, email tạp chí Tri Ân a@gmail.com.vn. Câu hỏi số 6 của Dung Trăn. Câu hỏi của tôi như sau. Cũng lại chính sách tiền lương trong lực lượng công chức viên chức hưởng lương của nhà nước. Khi còn đang công tác thì được hưởng thêm 25% tổng số lương hiện được hưởng, gọi là tiền công vụ. Khi về hưu, sao không tính số lương hưởng thêm này? Có phải là chính sách tạm thời bất cập không? Có giải pháp nào hơn không? Mong chị trả lời dùm. Trả lời, không. Khi còn công tác phải chịu trách nhiệm, khi nghỉ công tác thì không phải chịu trách nhiệm, nên cắt bỏ phần công vụ là đúng rồi, vì đó không phải là bất cập, nên chắc không cần có giải pháp. Câu tiếp theo, hiện giờ mức lương của công chức viên chức rất thấp, chị nghĩ sao về điều này? Có phải các cấp lãnh đạo nhà nước biết nhưng không có khả năng cải tiến tiền lương được? Tôi ví dụ và so sánh cho chị thế này. Ngành lực lượng vũ trang, hệ sơ trung cấp, công tác 10 năm, tiền lương bằng lương anh làm công nhân may mặc. Công tác 10 năm, cô giáo viên, cô bác sĩ 10 năm công tác, lương bằng anh công nhân giày da cho doanh nghiệp. Lương ông chủ tịch xã bằng lương anh đi phu hồ xây nhà. Tôi thiết nghĩ câu này mới là khó với chị. Chị cứ nhân chia kỹ càng rồi hãy thư thả trả lời. Trả lời, đúng là mức lương của công chức viên chức hiện nay còn thấp và việc cải tiến tiền lương vẫn luôn được bàn đến. Một thực tế là cứ tăng lương thì vật giá lại tăng cao hơn, cho nên lương thấp vẫn hoàn lương thấp. Nhà nước vừa phải cố gắng cải thiện mức sống cho cán bộ công nhân viên chức, nhưng vẫn phải bảo đảm ngân sách, cân đối thu chi quốc gia. Vấn đề tiền lương khó giải vì Việt Nam giống như nhà nghèo, đang phải tằn tiện để phát triển, chứ không phải là khó trả lời. Với so sánh mà bạn nêu ra, thì ông chủ tịch xã có thể đi làm thợ phu hồ, cô giáo viên, cô bác sĩ có thể chọn công việc làm công nhân giày da là giải pháp đơn giản nhất. Câu hỏi số 7 của Hong Lê Nguyên. Chị cho hỏi, có kênh nào của người bên kia thế giới để mình hỏi, họ trả lời, chứ họ hỏi, mình trả lời nhiều rồi. Trả lời, chắc bạn đùa Hải Yến, vì bên kia thế giới là cách người Việt Nam ẩn dụ khi chỉ một người đã chết. Ý của bạn là bên bển. Kênh nào cũng có thể hỏi được. Bạn chỉ cần đặt câu hỏi dưới phần bình luận, họ sẽ tương tác với bạn. Câu hỏi số 8 của Trình Phạm. Kính chào Win Win Việt Nam. Chị Yến cho em hỏi. Em được biết chất dioxin với cái tên thuốc diệt cỏ dùng để khai hoang mà quân đội Mỹ giải xuống miền Nam Việt Nam, tới nay còn ảnh hưởng tới hàng triệu người Việt Nam. Chất này là màu trắng hay là màu da cam? Chị cho em được biết rõ ạ. Cảm ơn chị và chúc Win Win Việt Nam ngày càng tăng lượng người quan tâm và đăng ký. Trả lời, các hóa chất này không màu, được đựng trong các thùng chứa, mỗi thùng có dung tích 208 lít, được đánh dấu bằng một băng màu tương ứng với mỗi loại diệt cỏ, như da cam, xanh lá cây, tía. Có 8 loại chất diệt cỏ khác nhau, từng được quân đội Mỹ sử dụng hoặc thử nghiệm với khối lượng nhỏ trong giai đoạn từ năm 1962-1964. Chất da cam và siêu da cam là loại được sử dụng nhiều nhất, chiếm 61% tổng khối lượng được sử dụng. Đa số chất này có chứa hàm lượng dioxin rất cao, người ta gọi là chất độc màu da cam, vì thứ đó đựng trong thùng có dán băng giấy màu da cam để đánh dấu ở ngoài thùng. Câu hỏi số 9 của Cảm Tính. Cháu chào cô Yến. Cô ơi cho cháu hỏi, nếu xét về một phương diện nào đó thì có thể liệt ông Ngô Đình Diệm
và chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào tội diệt chủng được không, hoặc tội đàn áp tôn giáo. Cháu cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình cùng tất cả mọi người tự hào mình là người Việt Nam, có sức khỏe và mọi điều tốt lành. Trả lời, có thể. Ông Diệm tố cộng, chống cộng rồi diệt cộng, qua đó tàn sát người kháng chiến và thanh toán các phe nhóm đối lập. Ông Diệm phân biệt đối xử tôn giáo, đàn áp Phật giáo. Tuy nhiên, nạn nhân của các tội ác ấy của ông Diệm là nhân dân Việt Nam đã nhân hậu khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, không truy xét ông Diệm. Câu hỏi số 10 của Thu Nguyễn Đắc. Hải Yến cho tôi hỏi một câu. Ở Hà Nội có đường Khuất Duy Tiến. Ở đơn vị cũ của tôi hiện nay có Trung tướng Khuất Duy Tiến, hiện đang là trưởng ban cựu chiến binh Sư đoàn 320 Quân đoàn 3. Tôi không hiểu tại sao lại có người giống cả tên cả họ như vậy. Hải Yến giải thích giúp nhé. Có một số người không tin, nhưng đây là sự thật. Cảm ơn nhiều lắm luôn. Trả lời, đường Khuất Duy Tiến thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội là mang tên ông Khuất Duy Tiến, sinh năm 1909 hoặc 1910, mất ngày 11 tháng 2 năm 1984, là nhà hoạt động cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 1, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội những ngày đầu cách mạng tháng 8 và trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trung tướng Khuất Duy Tiến chỉ là sự trùng tên. Câu hỏi số 11 của Lạc Lưu. Chị Yến giải thích dùm tại sao có từ Khmer Đỏ, từ này nó hình thành từ nguyên nhân nào? Trả lời, Khmer Đỏ là cách gọi nhà nước Campuchia Dân Chủ do Đảng Cộng sản Khmer lãnh đạo. Đảng này vào năm 1984 tuyên bố bỏ chủ nghĩa cộng sản, lấy tên là Đảng Campuchia Dân Chủ. Ngày Việt Nam bảo vệ biên giới và tấn công giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng, bộ đội ta gọi chung là lính Pol Pot, bọn Pol Pot, lính Miên, bọn Miên. Cách gọi Khmer Đỏ là của truyền thông phương Tây, chủ ý tội diệt chủng do Cộng sản gây ra, tìm cách chối tội đã ủng hộ hỗ trợ cho bọn phạm tội ác nhân loại này của các nước lớn. Cũng giống như cách gọi Tàu Cộng mà bây giờ các bạn trẻ bị ảnh hưởng gọi Trung Quốc. Trước đây ta gọi là bọn bành trướng, bọn xâm lược Bắc Kinh hay Trung Quốc xâm lược. Dân gian thì gọi chung là Tàu Khựa, không có từ Tàu Cộng như bây giờ. Câu hỏi số 12 của Diên Bui. Chị Hải Yến cho em hỏi, là một ông vua có thời gian ngắn nhất lịch sử, rồi tên nhà nước là Đại Ngô. Vậy chữ Ngô của ông Hồ Quý Ly này nghĩa là gì hả chị? Cảm ơn chị Yến, chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Trả lời, chữ Ngô trong quốc hiệu Đại Ngô của nhà Hồ có nghĩa là sự yên vui, hòa bình, không phải chữ Ngô mang nghĩa là ngu ngốc. Đại Ngô có thể hiểu là ước vọng về một sự bình yên lớn trên khắp cõi Giang Sơn. Hồ Quý Ly tuy ở ngôi với thời gian rất ngắn, nhưng không phải là ngắn nhất, vì trong lịch sử thời Tiền Lê, có Trung Tông Hoàng đế Lê Long Việt ở ngôi đúng 3 ngày. Câu hỏi số 13 của Binh Chân. Hải Yến thân mến, cô thấy gì khi kinh tế phát triển mà môi trường thì bị hủy hoại? Thế có phải kinh tế nâng cao đời sống của bộ phận người dân thực tại đang sinh sống, nhưng nó cướp đi cuộc sống an lành của con em chúng ta sau này? Theo cô, cần làm gì để giải quyết vấn nạn môi trường? Trả lời, nhà nước có những quy định bảo vệ môi trường theo các quy định của quốc tế và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Tuy nhiên, vì mục tiêu kinh tế mà một bộ phận người dân ta, một số doanh nghiệp nước ngoài vẫn tìm cách lách luật vi phạm. Thời gian qua, những vi phạm bị phát hiện và xử lý tuy nhiều, nhưng có lẽ chưa đủ sức răn đe. Theo suy nghĩ của Hải Yến, thì ngoài việc điều chỉnh luật pháp đủ sức mạnh răn đe, nhà nước phải giáo dục người dân phải tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như bảo vệ tài sản để dành cho chính con cháu trong gia tộc. Câu 2. Cô nghĩ sao? Vừa rồi ở địa phương tôi, do Quốc hội yêu cầu giải ngân đầu tư công, họ đã chi tiền vào việc cải thiện đường điện nhà hành chính ủy ban. Việc đó thì tốt, nhưng chưa cần thiết.
tại sao không đưa vào đầu tư xử lý môi trường một cách bền vững có tốt hơn không? Trả lời, để xem xét một việc, từ đó chọn ra phương án phải có những dữ liệu, đặc biệt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thì lại phải tuân theo các quy định về hạng mục đầu tư rất nghiêm ngặt. Ý kiến này của bạn nên đề xuất tại địa phương. Câu hỏi số 14 của Ngọc Lê. Chào cô Hải Yến cùng toàn thể ekip WinWin Việt Nam. Cô cho cháu hỏi, vào thập niên 80-90, cháu từng được xem bộ phim Cánh Đồng Chết của Campuchia, nói về cuộc chiến diệt chủng của bọn Pol Pot. Vậy bộ phim đó được sản xuất do hãng phim nào, vào năm nào và bối cảnh của phim được quay vào giai đoạn nào mà lại thật đến 99% vậy? Tại sao bây giờ cháu đã tìm hết trên các trang mạng mà không thể tìm lại được bộ phim đó hả cô? Liệu bộ phim đó có phải đã bị cấm không được phát hành nữa không hả cô? Cháu rất nóng lòng muốn biết về thông tin này, mong cô giải đáp giúp nhé. Trả lời, cô cũng tìm hiểu về bộ phim bạn nói nhưng không thấy. Cô đã sang Campuchia 2 lần, đều đến thăm Cánh Đồng Chết, đều vào phòng chiếu phim để xem giới thiệu về giai đoạn lịch sử đau thương của Cánh Đồng Chết này và thấy có sự thay đổi. Cánh Đồng Chết của lần trước là những câu chuyện về lịch sử của Cánh Đồng Chết thời Pol Pot, giới thiệu về Pol Pot, về chế độ diệt chủng và tội ác của chúng. Lần sau chỉ là những cuộc khai quật, phát hiện và giai đoạn lịch sử được tái hiện mờ nhạt. Có thể vì yêu cầu phát triển đất nước hiện tại, họ đã khép lại, gác lại quá khứ đau thương để tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng đất nước. Câu hỏi số 15 của Phúc Bùi. Xin hỏi MC, Đảng có dạy bộ môn tham nhũng không? Mà sao các cán bộ hôm nay thi hành tốt thế? Không hiểu tại sao nhà nước chúng ta không có chương trình an sinh xã hội như ở Mỹ nhỉ? Chúng ta chưa có trình độ hay chưa có ngân sách, hoặc ngân sách nhà nước bị các quan tham nhũng ăn thủng như cái rổ hết rồi? Trả lời, không. Cũng như các đảng khác, Đảng không dạy môn tham nhũng. Nói nhà nước ta không có chương trình an sinh là sai. Không có an sinh như Mỹ là đúng. An sinh được trích từ thuế, cân đối các nguồn thu chi của quốc gia và tích lũy được. Việt Nam có xuất phát điểm thấp, thời gian xây dựng mới vài chục năm, không thể so sánh với một đại cường quốc thế giới có hàng trăm năm tích lũy và nguồn lợi từ chiến tranh khổng lồ như Mỹ. Câu hỏi số 16 của Quốc Văn. Nhà biên khảo Thay Don Hiêu trong một công trình nghiên cứu có 2 phát hiện. 1. Hoàng Cao Khải là con của Cao Bá Quát. 2. Thành Cổ Loa thời An Dương Vương liên quan đến câu chuyện lịch sử Mị Châu Trọng Thủy. Nguyên bản đầu tiên là ở Làng Vạc, nay thuộc xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thành Cổ Loa ở Hà Nội là phiên bản được xây dựng sau đó mấy chục năm. Theo tôi nhận xét, các chứng cứ rất cụ thể rõ ràng, chứng lý khá logic chặt chẽ. Vậy những phát hiện đó nếu được công nhận thì do cơ quan nào xác nhận, việc hiệu chỉnh các chi tiết lịch sử sẽ được thực hiện như thế nào? Chị có thể lý giải cho tôi được không ạ? Trả lời, những vấn đề liên quan đến bộ nào thì bộ đó sẽ tổ chức hội thảo khoa học để kết luận. Trường hợp bạn nêu thuộc Bộ Văn hóa. Câu hỏi số 17 của bạn Kỳ Đoan. Cô Yến cho hỏi, cây cột điện mới nhất chạy sang trời Tây tên là gì và chức vụ như thế nào vậy? Và Việt Nam ta giờ có bao nhiêu cây cột điện như vậy? Cô có nghĩ một ngày nào đó cô ba chấm như vậy không? Thật đáng khinh bỉ, có người thả ba chấm ra cắn mình. Mở đóng ngoặc, nếu không thì còn lâu. Trả lời, ở Việt Nam hiện chưa có luật phong chức vụ cho cột điện, dù nó có chân hay không. Hải Yến đương nhiên không thể thành cột điện và cũng đương nhiên không bao giờ đổi quê hương để mang danh người nước khác. Góp ý với bạn, nên viết cả câu, đừng thả vài cái dấu chấm lửng như thế, không đủ cấu thành một câu hoàn chỉnh. Thân, WinWin Việt Nam chân